Nga phát động tấn công lớn trên toàn bộ chiến tuyến dài 1.000 km. Nga công bố video hệ thống tên lửa Tomahawk oanh tạc mục tiêu Ukraine. Nga nỗ lực thay thế máy bay trinh sát A-50U và IL-20. Ukraine tìm cách tự cứu lấy mình khi dòng viện trợ phương Tây giảm dần. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua đang có những diễn biến mới nóng rẫy. Theo kênh Military Summary đưa tin, đúng như dự đoán của các chuyên gia phương Tây, lực lượng Moscow đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn dọc theo toàn bộ chiến tuyến dài 1.000 km từ Kupiansk đến Kurinki. Những trận chiến ác liệt xảy ra ở một số khu vực trong tương lai gần, những thông tin chi tiết đầu tiên về kết quả của các trận chiến sẽ sớm xuất hiện. Kênh Ryba cho biết, theo hướng Liman, hoạt động loại bỏ đầu cầu của Ukraine ở tà ngạn sông Derebet vẫn tiếp tục. Các cuộc đụng độ chính thường xảy ra ở khu vực Toskoe và Serebryansky. Ở hướng Bakhmut, quân đội Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công thọc sườn lực lượng Ukraine, tiếp tục hướng tới việc giành quyền kiểm soát Chasovia. Có thông tin cho rằng, pháo binh Nga đang tích cực hoạt động gần Bogdanovka. Trên hướng Avdiivka, các trận chiến giành vị trí diễn ra dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Đặc biệt, các đơn vị súng trường cơ giới của Nga đang tấn công các vị trí của đối phương ở vùng lân cận Kamenka, phía bắc Avdiivka dưới hỏa lực dày đặc của Ukraine. Ở sườn phía nam, các bên đang giao tranh gần Severnoe. Không quân Nga đang tích cực tấn công các điểm tập trung nhân lực và xe bọc thép của đối phương trên khắp khu vực Avdiivka. Trong ngày 16 tháng 1, quân đội Nga tiếp tục tấn công vào các vị trí của Ukraine ở phía đông làng Georgievka và dọc theo vành đai rừng phía tây bắc Marinka, giành được một số bước tiến nhỏ. Theo hướng Ukleda, giao tranh ác liệt diễn ra ở hai bên sườn Novomikhailovka. Có báo cáo về một bước tiến đáng kể của Nga khi họ giành được 7 km2 về phía nam khu định cư. Kênh SGF cho biết, lực lượng Moscow đã tiến thêm 1,3 km về phía đường cao tốc Ukleda-Konstantinovka. Các cuộc đụng độ chính diễn ra chính trong các khu rừng chứ không phải trong đô thị. Ngoài ra, Moscow cũng tấn công những cụm binh lực của Kiev ở phía tây Elisavetovka và phía nam Vodianoe. Theo hướng Vremyevsk, các trận chiến vị trí tiếp tục diễn ra dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Có thông tin cho rằng, một số vị trí của Ukraine đã bị tấn công khi quân đội Nga đang cố gắng giành được chỗ đứng trong vành đai rừng phía tây Staromayskoye. Ngoài ra, lực lượng Nga còn tấn công các điểm tập trung lực lượng vũ trang và thiết bị của đối phương ở Temirovka. Theo hướng Zaporizhia, nỗ lực chính của các bên tập trung vào việc cải thiện tình hình chiến thuật. Trong những ngày gần đây, Nga đã mở rộng quyền kiểm soát về phía tây Verbovoe. Pháo binh và UAV Nga đang hoạt động tích cực dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Còn ở hướng Kherson, tình hình vẫn như cũ. Các trận chiến giành vị trí đang diễn ra ở Kurinki và trên các cổ lào. Do điều kiện hành quân ngày càng xấu đi, cường độ giao tranh giảm dần. Tuy nhiên, Ukraine vẫn tiếp tục chuyển nhân lực và vũ khí tới Kurinki, nơi dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho các UAV Nga. Về phía Kiev, Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 16 tháng 1 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày có 85 cuộc đụng độ trên dọc chiến tuyến. Hầu hết, các cuộc tấn công của Nga đều tập trung ở Avdiivka. Nga phóng 2 tên lửa, tiến hành 13 cuộc không kích và 32 cuộc pháo kích bằng pháo, tên lửa bắn loạt. Trong vòng 24 giờ qua, không quân Ukraine đã tiến hành tập kích vào một khu vực tập trung nhân lực, vũ khí, trang thiết bị quân sự của đối phương. Ngoài ra, một tên lửa KH-59 đã bị phòng không Ukraine phá hủy. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng một khu tập trung quân, một sở chỉ huy và một đoàn tàu đạn dược của Nga, báo cáo cho biết. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định đã đẩy lùi hầu hết các cuộc tấn công của đối phương ở Kupiansk, Saktarsky, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Zaporizhia. Trong đó, giao tranh dữ dội nhất tập trung ở khu vực Avdiivka, nơi lực lượng Kiev bẻ gãy 30 đợt tấn công của Moscow. Báo cáo cho biết, đối phương không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi vị trí ở tà ngạn sông Dnipro. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại cảnh hệ thống phòng không Tomahawk thực hiện nhiệm vụ chiến đấu theo hướng Krasny Liman, oanh tạc mục tiêu Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các tổ đội hệ thống tên lửa phòng không Tomahawk trực chiến đấu suốt ngày đêm, bao phủ bầu trời tại khu vực mà các đơn vị tấn công đang hoạt động, ngăn chặn việc sử dụng máy bay không người lái UAV tấn công vào trinh sát của đối phương. Hệ thống tên lửa Tomahawk của Nga là hệ thống phòng không tiên tiến được thiết kế để chống lại nhiều mối đe dọa từ trên không, bao gồm máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Tomahawk là biến thể nâng cấp từ Tomahawk-1, được thiết kế để bảo vệ các đơn vị mặt đất khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa chống radar, tên lửa hành trình, bom dẫn đường, máy bay, trực thăng và UAV. Hệ thống này được xem là chốt chặn cuối cùng trong các nhiệm vụ phòng không khi mục tiêu vượt qua được mọi lớp phòng không tầm xa và tầm trung khác. Hệ thống tên lửa phòng không Tomahawk có khả năng phát hiện, khóa mục tiêu và phá hủy đồng thời 4 mục tiêu trên không.
Chỉ mất 2 phút để hệ thống này chiếm lĩnh hỏa điểm, khởi động và dò tìm mục tiêu. Thêm 1 phút nữa để nhận diện mục tiêu, sau đó tên lửa phòng không sẽ được phóng. Thor M2 được trang bị tên lửa 9M338 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 12 km và độ cao lên tới 10 km. Hệ thống Thor có từ thời Liên Xô. Liên Xô bắt đầu phát triển vũ khí đất đối không này vào năm 1975, như loại vũ khí kế tiếp hệ thống OSA. Mục đích của Thor là bắn hạ tên lửa hành trình phóng từ máy bay. Thor được đưa vào phục vụ cho quân đội Liên Xô vào năm 1986. Vào khoảng năm 2020, quân đội Nga vận hành 172 hệ thống trong số các hệ thống Thor này. Việc sử dụng những máy bay to lớn và cồng kềnh như A-50U hay IL-20 trong nhiệm vụ trinh sát dẫn tới đòi hỏi phải có sự cải tiến. Sự gia tăng nhanh chóng mức độ phổ biến của các máy bay không người lái trinh sát và tấn công Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, cũng như thất bại của chúng đã đặt ra câu hỏi liệu những loại phi cơ di chuyển tương đối chậm, kích thước khá lớn, vốn là mục tiêu đơn giản có còn cần thiết trong cuộc chiến hiện đại. Những chiếc UAV này tuần tra ở khoảng cách an toàn và theo dõi tình hình trên chiến trường Nga cũng như hậu phương của Nga, mang lại cho lực lượng vũ trang Ukraine nhiều lợi ích hơn với dữ liệu tình báo và hỗ trợ chỉ định mục tiêu cho pháo binh tầm xa. Bên cạnh đó, chúng còn tấn công thiết giáp Nga bằng tên lửa chống tăng tầm xa hơn 8 km. Xét trên khía cạnh này, khối NATO có lợi thế kỹ thuật đáng kể, trong đó Mỹ đảm nhiệm vai trò tiên phong, tiến hành trinh sát trên không dọc biên giới Nga, sử dụng các máy bay không người lái chiến lược có độ cao lớn và thời gian hoạt động dài. Nổi bật trong số đó chính là RQ-4 Global Hawk cùng với phiên bản hải quân MQ-4C Titan. Độ cao bay tối đa của Global Hawk là khoảng 20 km, tốc độ 644 km/h, thời gian hoạt động 36 giờ. Chiếc UAV được trang bị một trạm định vị quang học với kênh hình ảnh ngày, đêm và nhiệt. Radar của nó cho phép thu được dữ liệu từ khoảng cách 200 km với độ phân giải 1m² ở chế độ phổ rộng. Mỗi chuyến bay trinh sát được 138.000 km², nếu cần, có thể nhận hình ảnh có độ phân giải 0,3m² ở chế độ điểm. Theo giới chuyên gia quân sự Global Hawk, khi tuần tra dọc biên giới Nga có khả năng nhìn ở cự ly lên tới 200 đến 300 km. Thậm chí có những phỏng đoán dường như đáng tin cậy rằng tầm hoạt động thực sự của radar đạt tới 400 đến 500 km. Phiên bản hải quân MQ-4C Triton có khả năng tuần tra ở độ cao 17 km với tốc độ 610 km/h trong 30 giờ. Radar với anten mảng pha quét chủ động cho phép quét 5.200 km² lãnh thổ mỗi chuyến bay. Ngoài ra, nó còn được trang bị hệ thống trinh sát điện tử EVK giúp tránh bị radar đối phương phát hiện. Những UAV nói trên có nhược điểm là giá thành cao. Tuy nhiên, với số tiền này, Lầu Năm Góc nhận được con mắt cảnh giới đặt trên cánh tay vươn xa. RQ Global Hawk đã nhiều lần được Mỹ sử dụng để trinh sát và cung cấp dữ liệu mục tiêu cho lực lượng vũ trang Ukraine. UAV này có ưu điểm lớn nhất là việc sử dụng chúng không gây nguy hiểm đến tính mạng của phi công, như trường hợp của AWACS A-50. Về năng lực trinh sát trên không, Nga được cho là còn chưa bằng với Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả của các hoạt động chiến đấu ở Ukraine. Nga đang phải dùng máy bay cảnh báo sớm trên không trong vai trò trinh sát, đó là những chiếc A-50, A-50U có từ thời Liên Xô và chiếc A-100 Premier đầy hứa hẹn. Vấn đề là loại AWACS mới vẫn chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt và khó có thể thực hiện phổ biến do chi phí cao và độ phức tạp của nó. Ngoài ra, Moscow còn có máy bay trinh sát IL-20 được chế tạo trên cơ sở IL-18 dân sự và được trang bị radar. Vấn đề giống như A-50 đó là số lượng có hạn và độ tuổi đã cao của chúng. Để thay thế IL-20 đã cũ, một loại máy bay hoàn toàn mới dành cho trinh sát điện tử và quang điện, Tu-214R đã được phát triển, trong đó hai chiếc đã hoàn thiện và hợp đồng chế tạo chiếc tiếp theo đã được ký. Phi đội IL-20 của Nga cũng không còn nhiều, một chiếc đã bị mất vào năm 2018 ở Syria do phòng không Syria bắn nhầm. Vào ngày 24 tháng 6 năm 2023, một chiếc khác đã bị bắn nhầm bởi lính Mỹ Wagner. Đây là những gì hiện có mà Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga có thể trông cậy một cách thực tế khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Rõ ràng số ít máy bay trinh sát Nga đang là mục tiêu ưu tiên của đối phương. Vừa mới đây, quan chức Ukraine tuyên bố phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay cảnh báo sớm A-50 và làm hư hại phi cơ chỉ huy IL-22 của Nga. Vì kích thước lớn và tốc độ tương đối thấp, A-50, A-50U cũng như IL-20 sẽ là mục tiêu thuận tiện cho tiêm kích sử dụng tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn. Và thậm chí cả ở các hệ thống phòng không tầm xa có khả năng phục kích, chỉ được kích hoạt vào giây phút cuối cùng nhằm sử dụng dữ liệu chỉ định mục tiêu từ bên ngoài. Theo giới quan sát, giải pháp một phần cho vấn đề thiếu hụt nghiêm trọng máy bay trinh sát chuyên dụng là lắp đặt các port radar trong ngoài loại xích trên máy bay ném bom và tiêm kích hiện đại, cũng như tích cực sử dụng UAV trinh sát tầm cao và tầm trung. Tuy nhiên, việc sản xuất những khí tài và phương tiện như vậy gặp khó khăn nghiêm trọng khi Nga phải hứng chịu các lệnh trừng phạt. Bởi vậy, họ rất khó thay thế vai trò của A-50 cũng như IL-20 trong tương lai gần.
Khi dòng viện trợ từ phương Tây giảm dần trong thời gian qua, Ukraine đang cố gắng duy trì năng lực quân sự bằng cách đẩy mạnh sản xuất vũ khí nội địa để tự cứu lấy mình. Theo Forbes đưa tin, khi viện trợ nước ngoài bắt đầu nhỏ giọt, Ukraine đã quyết định củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng trong nước để đảm bảo tự sản xuất được vũ khí đối phó Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, ngành công nghiệp quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước sẽ đóng một vai trò quan trọng trong khả năng tự vệ lâu dài của nước này. Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamysin nói thêm rằng với sự phát triển phù hợp, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine có tiềm năng trở thành kho vũ khí của thế giới tự do. Với Ukraine, việc phát triển một tổ hợp công nghệ quốc phòng để cạnh tranh với Nga là một thách thức khổng lồ. Nga sở hữu một trong những hệ thống sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới với gần 3 triệu lao động cung cấp cho quân đội và xuất khẩu toàn cầu. Những nhu cầu riêng biệt về công nghệ quốc phòng đòi hỏi phải có cơ sở hạ tầng và máy móc chuyên dụng, cùng với nhân sự có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực này. Trong thời gian qua, ngay cả phương Tây cũng đối phó với thách thức tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng, trong khi Nga đã bắt đầu tăng tốc với sản lượng vũ khí gấp nhiều lần trong năm 2023. Dù đối diện với nhiều khó khăn nhưng ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine cũng có những thuận lợi. Trước hết, Ukraine đã có hệ thống cơ sở sản xuất vũ khí khá lớn. Sau sự sụp đổ của Liên Xô, Ukraine thừa hưởng khoảng 30% cơ sở vật chất và lực lượng lao động của Liên Xô cũ. Ngành công nghiệp này đã duy trì qua nhiều năm. Thế nhưng phần lớn thiết bị của Ukraine cần được hiện đại hóa và một số đã bị Nga phá hủy trong các cuộc tập kích. Điều quan trọng hơn là Ukraine cần có những người có chuyên môn trong các lĩnh vực chuyên sâu liên quan đến thiết bị quân sự. Không những thế, cơ sở công nghiệp quốc phòng hiện tại của Ukraine thuộc sở hữu nhà nước, một di sản của thời kỳ Xô Viết. Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine hoạt động thông qua Ukroboronprom, một tập đoàn quốc doanh bao gồm hơn 130 công ty, trong đó có Antonov, RPC Ford và Motosik. Mối quan hệ trực tiếp của Ukroboronprom với lĩnh vực quốc phòng cho phép chính phủ Ukraine thúc đẩy nhanh hơn quá trình hiện đại hóa và tăng trưởng, đồng thời cung cấp sự giám sát để hạn chế tham nhũng. Ngoài ra, mối quan hệ này có thể cho phép quân đội Ukraine có quy trình mua sắm vật chất, nguyên liệu một cách hợp lý. Bên cạnh đó, Ukraine cũng đã huy động thêm ở khu vực tư nhân. Một số công ty tổ chức Ukraine đã tham gia vào quá trình sản xuất vũ khí hạng nhẹ, ví dụ UAV. Đây là vũ khí rất cần thiết cho Ukraine trong cuộc chiến mà UAV đang ngày càng đóng vai trò quan trọng. Ngoài ra, Ukraine cũng đang tăng cường hợp tác với phương Tây trong lĩnh vực sản xuất vũ khí. Một số công ty châu Âu cho biết họ quan tâm đến việc hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Hồi tháng 12 năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ đã tổ chức một hội nghị giữa 300 đại diện chính phủ và ngành công nghiệp quốc phòng của Washington và Ukraine để tìm kiếm và khai mở các cơ hội hợp tác. Cũng trong tháng 12 năm 2023, Kiev đã đồng ý hợp tác với hai công ty Mỹ để cùng sản xuất đạn pháo 155mm ở Ukraine. Bộ trưởng các ngành chiến lược Ukraine Oleksandr Kamysin cho biết đây là nỗ lực nhằm bù đắp sự thiếu hụt nghiêm trọng đạn pháo chuẩn NATO tại Ukraine. Hiện cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu sẽ khép lại và trong cuộc chiến tiêu hao này, bên nào có thể duy trì năng lực quân sự lâu hơn sẽ là bên có ưu thế. Ngay cả trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, Ukraine vẫn cần tăng cường chuẩn bị năng lực quân sự cho kịch bản xung đột có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai. Đó là lý do vì sao Ukraine quyết định sẽ cần phải tự chủ, vì đó là cách tốt nhất để họ tự bảo vệ chính mình một cách chủ động. Ngày 16 tháng 1, quân đội Mỹ thông báo đã tịch thu lô bộ phận tên lửa nghi của Iran đang được chuyển cho lực lượng Houthi ở Yemen trên biển Ả Rập. Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ CENTCOM cho biết, ngày 11 tháng 1, lực lượng hải quân đã bắt giữ một tàu vận chuyển vũ khí sát thương tiên tiến từ Iran cho lực lượng Houthi ở Yemen. Theo thông tin từ CENTCOM, vị trí bắt giữ là vùng biển quốc tế trên biển Ả Rập, ngoài khơi Somalia. CENTCOM cho biết lô hàng bao gồm các bộ phận tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình do Iran sản xuất như động cơ đẩy, thiết bị dẫn đường và đầu đạn và bộ phận hệ thống phòng không. Phân tích ban đầu cho thấy Houthi đã sử dụng các vũ khí tương tự để tập kích tàu hàng di chuyển qua Biển Đỏ. Hải quân Mỹ sau đó đánh chìm tàu hàng, 14 người trên tàu hàng đang được sắp xếp phù hợp luật pháp quốc tế. Giới chức Iran, lực lượng Houthi ở Yemen chưa bình luận về thông tin. Trước đó, mặc dù ủng hộ chiến dịch Houthi, Iran vẫn kiên quyết bác bỏ cáo buộc của Washington rằng họ đang cung cấp cho nhóm nổi dậy Yemen vũ khí và thông tin tình báo chiến thuật. Cùng ngày 16 tháng 1, CENTCOM cũng xác nhận hai đặc nhiệm SEAL mất tích ngoài khơi Somalia tuần trước trong lúc tìm cách đổ bộ lên tàu hàng này. Lãnh đạo CENTCOM Michael Kurila cho biết một chiến dịch tìm kiếm toàn diện đã được triển khai để xác định vị trí hai đặc nhiệm. Vụ bắt giữ xảy ra vào thời điểm bạo lực gia tăng trong khu vực liên quan đến cuộc chiến của Israel ở Gaza. Houthi, lực lượng kiểm soát phần lớn bờ biển đỏ của Yemen, đã tấn công các tàu thương mại mà họ cho là có liên hệ với Israel hoặc đang trên đường tới các cảng của Israel, được phát động vào tháng 11 năm 2023. Các cuộc tấn công của Houthi được cho là nhằm mục đích ủng hộ người Palestine.
Sau khi thành lập lực lượng tuần tra chung, lực lượng Mỹ và Anh đã tăng cường hoạt động vào tuần trước, thực hiện hàng chục cuộc tấn công vào các mục tiêu của Houthi. Các quan chức Mỹ cho biết các cuộc tấn công đã làm suy giảm đáng kể năng lực của Houthi, làm giảm khả năng bắn tên lửa và phóng máy bay không người lái của lực lượng phiến quân này. Trong đợt tập kích đầu tiên ngày 12 tháng 1, Mỹ phối hợp với Anh dùng hơn 150 tên lửa và bom dẫn đường, oanh tạc gần 30 địa điểm tại Yemen, trong đó có thủ đô Sanaa. Đợt không kích thứ hai diễn ra rạng sáng ngày 13 tháng 1 với quy mô nhỏ hơn. Mỹ thông báo họ hành động đơn phương, còn Houthi khẳng định vụ tấn công không gây bất kỳ thiệt hại hay thương vong nào. Nhóm vũ trang tuyên bố quân đội Mỹ hiện diện trái phép trong khu vực và cảnh báo sẽ tập kích các căn cứ của nước này. Sau chiến thắng ở Iowa ngày 16 tháng 1, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải ra tòa ở thành phố New York, bang New York về cáo buộc phỉ báng cựu nhà báo E. Jean Carroll năm 2019 sau khi bà tố cáo ông cưỡng bức mình nhiều năm trước. Cựu Tổng thống Trump ngồi ở bàn bị cáo chứng kiến luật sư của bà E. Jean Carroll trình bày trước bồi thẩm đoàn rằng ông Trump vào năm 2019 đã khiến cuộc sống của bà trở nên khốn khổ khi bà công khai câu chuyện ông tấn công mình tại phòng thay đồ ở khu mua sắm của khu Manhattan vào khoảng năm 1996. Reuters dẫn lời luật sư Saul Crowley nói, ông ấy đã dùng chiếc micro lớn nhất thế giới trên cương vị Tổng thống Mỹ để tấn công bà Carroll, sỉ nhục bà và phá hủy danh tiếng của bà. Bà Carroll, 81 tuổi, yêu cầu ông Trump phải bồi thường tổn thất ít nhất 10 triệu đô la Mỹ trong phiên tòa dân sự vào thời điểm ông Trump tái tranh cử Tổng thống Mỹ. Trong một phiên tòa vào ngày 9 tháng 5 năm 2023, bồi thẩm đoàn đã kết luận cựu Tổng thống Trump phải trả 5 triệu đô la Mỹ để bồi thường thiệt hại vì hành vi lạm dụng tình dục và sau đó phỉ báng bà Carroll. Vì thế, trong phiên tòa ngày 16 tháng 1, bồi thẩm đoàn sẽ chỉ cân nhắc số tiền ông Trump phải bồi thường cho bà Carroll, chứ không phải là vấn đề liệu vụ tấn công có xảy ra hay không hoặc phải chăng ông Trump đã nói dối về điều đó. Còn luật sư Alina Habba, đại diện của ông Trump nói rằng bà Carroll tìm cách thu hút sự chú ý sau khi bà phát hành hồi ký và cáo buộc ông Trump cưỡng bức mình. Ông Trump, 78 tuổi, cho biết mình muốn làm chứng. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc, kháng bản án của bồi thẩm đoàn và các phán quyết chống lại mình. Trong khi đó, thẩm phán phiên tòa Lewis Kaplan bác bỏ việc ông Trump muốn tranh luận rằng mình không phỉ báng hoặc tấn công bà Carroll hoặc bà chỉ dựng chuyện. Dự kiến phiên tòa có thể kéo dài từ 3 cho tới 5 ngày và ông Trump sẽ không tham dự tất cả các phiên xét xử. Dự kiến ông Trump có thể sẽ phải liên tục ra hầu tòa xen kẽ với các sự kiện tranh cử và bầu cử sơ bộ, chọn ứng viên đại diện của Đảng Cộng Hòa tranh cử Tổng thống Mỹ. Phiên tòa diễn ra ngay sau khi ông Trump giành chiến thắng áp đảo trước các đối thủ trong Đảng Cộng Hòa trong cuộc họp kín tại bang Iowa ngày 15 tháng 1. Ông cho biết sẽ tới bang New Hampshire vào ngày 16 tháng 1 để vận động tranh cử trước thềm cuộc bầu cử sơ bộ tuần sau. Theo hãng nghiên cứu Edison Research dự báo, tại bang Iowa, Thống đốc Florida Ron DeSantis đã xếp thứ hai sau ông Trump vượt xa cựu đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley khi hai người này tranh giành vị trí trở thành người thay thế chính cho ông Trump. Trong bài phát biểu chiến thắng, ông Trump nhắc lại những điểm chính trong lập trường của mình, bao gồm cho phép khai thác dầu khí và thắt chặt các hàng rào nhập cư. Ông cũng lặp lại những ngôn từ gây tranh cãi của mình về người nhập cư bất hợp pháp. Và các bạn biết đấy, họ đến từ các nhà tù, họ đến từ khắp nơi, họ đến từ những nước mà hầu hết mọi người chưa bao giờ nghe đến. Họ đến từ các viện tâm thần và nhà thương điên, họ đang đổ vào đất nước của chúng ta, và trong đó có những kẻ khủng bố, nhiều kẻ khủng bố đang đến. Theo Reuters, người dân Iowa đã bất chấp nguy cơ nhiệt độ giảm mạnh dưới 0 độ C để đến tập trung tại hơn 1.600 trường học, trung tâm cộng đồng và các địa điểm khác trong cuộc bỏ phiếu kín đầu tiên. Việc ông Trump nắm giữ được những người ủng hộ trung thành nhất đã mang lại cho ông một lợi thế. Ông tuyên bố, cử tri chỉ muốn thấy một điều, họ muốn đất nước của chúng ta quay trở lại. Họ xấu hổ vì những gì đang diễn ra, họ muốn nước Mỹ vĩ đại trở lại, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại và nước Mỹ trên hết. Không giống như một cuộc bầu cử thông thường, cuộc họp kín ở Iowa yêu cầu cử tri phải tập trung trực tiếp thành các nhóm nhỏ, nơi họ bỏ phiếu kín sau bài phát biểu của các ứng viên. Chiến thắng áp đảo của ông Trump ở Iowa sẽ củng cố lập luận của ông rằng ông là ứng viên Đảng Cộng Hòa duy nhất có khả năng cạnh tranh với đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đến từ Đảng Dân Chủ. Chiều ngày 16 tháng 1, núi lửa Sukhono trên đảo Halmahera thuộc tỉnh Bắc Maluku, miền đông Indonesia, đã phun trào tạo ra cột tro bụi cao 1,7 km trên miệng núi lửa. Ông Sajan Roboke là một quan chức trung tâm giảm thiểu hậu quả của núi lửa và điện chất PVMBG của Indonesia, cho biết cột tro bụi màu trắng đục và dày đặc đang di chuyển về phía tây nam.
với độ cao khoảng 1.335m so với mực nước biển. Núi lửa Sukhono đang trong tình trạng cảnh báo cao mức 2 trong bậc thang gồm 2 mức, theo đó quy định vùng cấm đi lại trong bán kính 3km từ núi. Theo PVMBG, trong năm 2023, núi lửa Sukhono đã phun trào tổng cộng 3.324 lần, khiến cho người dân phải đeo khẩu trang và đeo kính bảo vệ khi hoạt động ngoài trời vì tro bụi của núi lửa rơi xuống. Indonesia nằm trên vành đai lửa của Thái Bình Dương và có 127 ngọn núi lửa đang hoạt động. Cao 1.185m, Sukhono là một trong những ngọn núi lửa đang hoạt động mạnh ở Indonesia. Núi lửa Sukhono nằm cách thành phố đông dân cư Tobelo chỉ khoảng 14 km.